Đừng có Cô nói nè. gì chứ. Con đừng có nói gì nữa. Cô nè. Mất cơm chứ gì. Mất cơm chứ Nhìn gì. nó chết đi chứ gì. Mất cơm chứ gì. Chứ ba hình như mất cơm. Ở sao bé không lăn đi mẹ. Ở sao bé không lăn. Ồ, đánh nhầm mặt tôi hả? Ây da. Chập cho tao giỡn tao quạo và rồi tao đánh nó rồi mới xuống sắt và rồi mới đi ngộ vậy đó. Tiếng Việt tiếng béo làm xong chưa? Tiếng Việt nè chính tả.